Nam Mô Phật, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa Tăng đoàn Phổ Môn Suối Từ, thưa tất cả quý vị đang có mặt trong thiền trường và tất cả quý vị đang theo dõi online. Có nhiều người hỏi như thế này: Bổn Sư là ai? Thế nào là bậc giác ngộ? Làm sao để chúng con có thể biết được sự khác nhau giữa bậc giác ngộ và chúng con? Rất là khó phải không quý vị? Muốn biết không? Quý vị muốn biết không? Hay là đã biết rồi? Nếu chỉ để nói không thôi thì cũng không thể thấu triệt được đâu. Bởi vì cả một quá trình tu chứng, cả một cái nỗi trăn trở, thao thức, cả một cái sự đứng lên đi tìm, cả một sự chuyển hóa nội tâm và một sự đánh đổi rất là lớn để đi đến cái trạng thái giác ngộ, giải thoát. Nhưng mà nếu đại chúng tha thiết muốn biết thì Bậc Thầy Giác Ngộ sẽ dùng một số ví dụ và phương tiện để cho chúng ta cảm nhận được như thế nào là Bậc Giác Ngộ và như thế nào là chúng sanh chưa giác ngộ. Được không? Tại vì nếu mà không có cho quý vị những cái phương tiện, những cái ví dụ, thì mình khó có thể mường tượng được. Mà đợi cho quý vị tu chứng đến cái trạng thái đó thì nó lại quá lâu. Phải không? Mà biểu mình tin thì làm sao mình tin được? Cho nên bằng những cái ví dụ cụ thể, hoặc là bằng cái sự sống của bậc giác ngộ, hoặc sự độ sanh của bậc giác ngộ, thì từng bước chúng ta sẽ cảm nhận được nơi bậc giác ngộ và có thể kiểm chứng được nơi bản thân mình. Quý vị biết trong thời Đức Phật cũng vậy. Ngài độ chúng sanh á, để cho chúng sanh nhận được cái thể tánh giác ngộ là gì, giải thoát là gì, độ sanh là gì. Ngài sẽ dùng rất là nhiều phương tiện, những cái ví dụ trong đời thường để chúng sanh từng bước nhận ra như thế nào là giác ngộ, như thế nào là giải thoát. Từ đó mình có thể biết được mình ở đâu, người ở đâu, và từng bước mình tu học để làm sao thể nhập vào trạng thái giác ngộ và giải thoát. Và nếu mình rõ ràng, mình tỏ tường, thì cái đường tu của mình là sao? Dễ dàng. Nếu mình không có rõ ràng, mình không có tỏ tường thì mình nghe nhiều người nói giác ngộ lắm. Nghe nhiều người nói giải thoát lắm. Và nghe nhiều người nói độ sanh lắm. Nhưng mà mỗi người nói một kiểu. Rồi mình lại không biết như thế nào là chân lý tối thượng. Như thế nào là cái chỗ giác ngộ giải thoát của chư Phật và bậc giác ngộ. Chúng ta rõ ràng, chúng ta tỏ tường tới đâu thì cái đường tu của chúng ta mới thấu triệt tới đó. Cho nên hôm nay chỉ có một cái thời gian không dài, một buổi pháp thoại thôi, nhưng mà Bậc Giác Ngộ sẽ dùng một số phương tiện, một số ví dụ cho đại chúng trực nhận ra như thế nào là Bậc Giác Ngộ, như thế nào là giải thoát, như thế nào là độ sanh. Trong khi Bậc Giác Ngộ khai mở như vậy, chúng ta cũng phải từng bước lắng nghe và từng bước kiểm lại nội tâm của
của mình. Phải kiểm lại, không phải nghe mà tin, tin liền mà phải kiểm chứng. Nếu trong lúc nghe có cái gì không hiểu, không thông, phải gì? Phải giơ tay lên mà hỏi. Hôm nay chỉ là cái giai đoạn thông hiểu thôi, chứ không phải là giai đoạn ứng dụng. Đại chúng hiểu không? Ứng dụng là chúng ta phải vào các khóa tu. Điển hình, tăng đoàn Phổ Môn Suối Từ, các sư cô sư chú mới trở về sau một khóa tu một tuần trải nghiệm. Cái đó là trạng thái trải nghiệm để thực chứng cái chân lý tối thượng. Và ngày hôm qua thứ bảy, bậc giác ngộ cho tăng đoàn Phổ Môn Suối Từ trải nghiệm một khóa tu một ngày ở nơi hội chợ, vừa lo việc mình vừa chia sẻ tinh thần giác ngộ đến muôn người. Ở nơi đó có tất cả tôn giáo, màu da, chủng tộc. Họ cảm nhận rất là nhiều về năng lượng tu học và sự thanh tịnh, sự tươi mát của tăng đoàn Phổ Môn Suối Từ. Và họ tìm tới để họ hỏi, để họ muốn biết về giác ngộ và làm sao để được giác ngộ và giải thoát. Cho nên để thực chứng chân lý giác ngộ thì phải bước vào cái quá trình công phu tu tập để thực chứng. Còn hôm nay thì bậc giác ngộ chỉ cho chúng ta thấu hiểu được như thế nào là giác ngộ, như thế nào là giải thoát và như thế nào là độ sanh. Đại chúng sẵn sàng chưa? Giờ trước khi nói, thầy uống miếng nước nha. Bây giờ cái ví dụ mà dễ nhất cho quý vị ai cũng có thể hiểu hết á là ngủ với thức. Thấy không? Ở trong đây ai có biết ngủ là gì không? Có ngủ không? Có từng ngủ không? Đi ngủ á? Có không? Ai là người ở đây biết lúc mình thức dậy là sao không? Biết không? Biết phải không? Ai là người có từng nằm mơ không? Khi mình ngủ mà mình mơ á, có không? Có những giấc mơ nó đẹp tới nỗi mà mình không muốn gì? Không muốn gì? Không muốn thức dậy. Có không? Và có những giấc mơ khủng hoảng quá, cho nên mình rất là muốn thức dậy. Có không? Nhưng mà chỉ muốn thức dậy khi mà giấc mơ khủng hoảng tinh thần thôi. Còn sau đó thì vẫn muốn gì? Ngủ để mà sống trong giấc mơ. Giấc mơ đẹp, phải không? Lắng nghe nha, từng bước lắng nghe và từng bước kiểm nha. Hôm nay là quý thầy nói tới đâu là mình phải kiểm tới đó, chứ không phải chỉ nghe không. Tại vì quý thầy đang từng bước cho mình cảm nhận được như thế nào là giác ngộ, như thế nào là giải thoát. Khi mình đang ngủ á, thì trạng thái ngủ đó gọi là gì? Mê, đúng không? Khi mình ngủ là mình mê. Mê cho nên sanh ra là gì? Ra mộng, đúng không? Mê mới có mộng. Nếu tỉnh có mộng không? Có không? Tỉnh có mộng không? Không. Mê mới có mộng. Mà mộng thì nó có hai, nó chia làm hai, là mộng đẹp và mộng xấu. Có nghĩa là mộng vui và mộng buồn. Có không? Mộng nó có hai. Giống như bàn tay này nó có gì? Hai mặt. Đã mộng là phải gì? Đẹp và xấu. Thương và ghét, sướng và khổ, vui và buồn. Có không? Có cảm nhận được không? Có những đêm mình nằm mình cảm thấy có những cái mộng nó đẹp lắm, nhưng mà có những cái mộng nó không đẹp. Thấy không? Có những cái mộng mình thấy mình rất là vui,
Nhưng mà có những cái cơn mộng rất là buồn. Có những cái mộng rất là hạnh phúc, nhưng mà có những cái mộng rất là khổ, khổ đau. Cảm nhận được không? Cảm nhận được ở trong cơn mộng mơ mới cảm nhận được cái sự sống của mình. Mê ngủ, phải không? Ngủ là mê. Thì ngủ và mê thì cái đó gọi là vô minh. Cảm nhận được không? Vô minh là không sáng, sáng suốt, mờ mịt, không biết cái gì hết. Từ mê cho nên có mộng. Mộng là gì? Là tham ái. Chấp vào những cái mộng cho là thật. Đó gọi là tham ái. Từ đó sanh ra vui buồn, giận hờn, thương ghét. Đó gọi là khổ, khổ đau. Khổ đau không có nghĩa là những cái cảm giác khó chịu, bực bội, mà ngay cả những cái cảm giác vui, cảm giác thoải mái, cảm giác dễ chịu, thì cảm giác đó cũng là trong trạng thái khổ, khổ đau nha. Xưa nay mình cứ nghĩ là khổ đau là những cái gì buồn, giận, sợ, lo lắng mới gọi là khổ đau không? Khổ đau là nó từ trong mộng mà ra. Vui cũng khổ. Phải không? Vì sao gọi là vui mà cũng khổ? Hả? Vì sao sướng cũng khổ? Vì sao? Vui sao gọi là khổ? Sợ hết, hết vui. Tại sao sướng mà cũng khổ? Sợ hết sướng. Cho nên ở trong cái vui đó nó có cái sợ hãi. Có không? Ở trong cái hạnh phúc đó nó có cái khổ đau. Cho nên mình hưởng đâu có được đâu. Quý vị thấy quý vị hưởng được không? Không. Hoặc là cái vui đó mình cảm thấy vẫn chưa đủ, muốn gì? Muốn nữa. Cho nên cũng bất an. Cho nên cái vui cũng là cái khổ. Đại chúng kiểm nha. Thầy nói tới đâu mình kiểm tới. Tới đó có cái gì mà không tin, không thông thì phải gì? Phải giơ tay lên mà thưa. Không phải bậc giác ngộ nói gì mình cũng cũng nghe, mình cũng tin hết. Mình phải kiểm lại cái nội tâm của mình. Và chỗ nào không thông, không hiểu, phải thưa, phải hỏi. Cho nên đã là mộng thì khổ đau. Mộng vui hay mộng buồn đều là mộng. Đều là dính mắc, đều là khổ, khổ đau. Quý vị có đồng ý như vậy không? Vậy thì bên cái mặt vô minh, quý vị thấm được chưa? Tham ái mình nhận được chưa? Sân hận mình nhận được chưa? Vậy thì một người đang ngủ, ngủ say. Đang sống trong mộng. Đang khổ đau. Thì đó gọi là gì? Đó gọi là gì? Chúng sanh chưa gì? Chưa gì? Chưa gì? Chưa gì? Chúng sanh chưa gì? Chưa giác ngộ. Chúng sanh đang gì? Đang mê. Phải không?
Vậy là hàng ngày mình là thuộc loại chúng sanh gì? Chúng sanh chưa giác ngộ, chúng sanh đang đang mê, mà mê mà gọi là mê mệt thì sao nữa? Mê mà có thêm chữ mệt nữa thì sao? Quý vị có hiểu, quý vị có bao giờ nghe ta nói chúng sanh đang mê mà mệt luôn á là sao? Hả? Hiểu không? Hiểu chữ mê mệt không? Có hiểu được không? Quý vị có hiểu được mê mệt là sao không? Nó là sao? Khi mê mệt là sao? Mê rồi mà còn nói mê tới mệt luôn là sao? Mê điên đảo luôn. Mê có nghĩa là bất chấp luôn. Quý vị không? Mê mà tới nỗi điên đảo, bất chấp, có như là tới bến luôn, thì gọi là gì? Mê mệt. Mà chúng sanh mê mệt cái đó mà biểu nó tỉnh thì nó gì? Hả? Đâu có muốn đâu. Hiểu chưa? Cái đó là chúng sanh mê, nhưng mà mê mệt. Vậy quý vị ngồi đây là thuộc loại chúng sanh mê gì? Mê mệt không? Nếu mà mê mệt có ngồi đây không? Thầy không nghĩ là nếu mà mình mê mệt là giờ này mình gì? Mình không ngồi đây đâu. Mê thôi chứ không đến nỗi gì. Không đến nỗi gì? Mệt. Nếu mà mệt là gì? Nếu mà quý vị là chúng sanh mê mệt á, là giờ này gì? Giờ này ở đâu? Ở sòng bài, ở shopping, ở những chỗ ăn chơi, những chỗ hưởng thụ, hoặc là giờ này đang ngủ, hoặc là đang luyện phim. Phải không? Có nghĩa là giờ này mình đắm chìm trong cơn mê tới mệt luôn. Thấy không? Là mê tới nỗi mệt luôn. Quý vị thấy không? Quý vị thấy có những người họ mê mà tới họ mệt luôn. Thân tâm tả tơi, đừ đẫn mệt mỏi, túi tâm luôn. Thành ra gọi là một loại chúng sanh mê mệt và một chúng sanh mê nhưng mà chưa, chưa tới nỗi mệt. Cho nên mới đủ sức gì? Đủ sức gì? Đến ngồi ở đây. Phải không? Thì bây giờ chúng ta bắt đầu kiểm tiếp nha. Coi thử mình thuộc loại chúng sanh gì đây. Phải kiểm chứ. Mình tu mình không kiểm thì làm sao mình tu được? Có nghĩa là mình đồng ý là chúng ta những người ngồi đây giờ này thôi nha. Còn không nói ngày mai, ngày mốt, ngày kia thôi. Hoặc là trước đó nha. Ngay cái giờ này ngồi đây thì có thể không thể gọi là chúng sanh mê, mê mệt. Tại mệt không có lết tới đây nổi đâu. Hay không? Mà là chúng sanh mê thôi. Nhưng mà chúng sanh mê, nhưng mà tới đây họ muốn gì mà họ tới đây? Họ muốn cái gì? Muốn gì? Muốn tỉnh cơn mê. Thấy chưa? Bắt đầu nè. Chúng sanh muốn tỉnh cơn mê. Từng bước được bậc thầy giác ngộ khai sáng và cho mình thực chứng trạng thái tỉnh cơn mê ít nhất một gì? Một lần, cho biết trạng thái tỉnh cơn mê là như thế nào. Quý vị có bao giờ khi mà mình đang ngủ mê á, tự nhiên mình tỉnh dậy, biết không? Biết cái trạng thái đó không? Có bao giờ có chưa? À, lấy cái chỗ đó mà kiểm nha. Quý thầy hôm nay cho mình những cái ví dụ cụ thể trong đời sống hàng ngày đó, để mình kiểm cái nội tâm của mình. Có những lúc mình đang rất là mê, nhưng mà mình tỉnh dậy, thì ngay nơi đó mình sẽ thực chứng được cái trạng thái tỉnh cơn mê là như thế nào. Thấy không? Tỉnh cơn mê là như thế nào? Khi tỉnh dậy thì cơn mê gì? Tan biến. Và mộng nó cũng gì? Tan luôn. Và nỗi sợ hãi hoặc vui buồn trong cơn mộng nó cũng gì? Cũng tan luôn. Có không? Có ai ở trong này trải nghiệm cái trạng thái đó không? Có không? Có phải không? Đó là gọi là tỉnh cơn mê. Chấp khổ, khổ đau.
Thường bậc giác ngộ sẽ cho hành giả một lần được trải nghiệm trạng thái tỉnh cơn mê chấp khổ đau là như thế nào. Để chi? Để làm gì quý vị? Để làm gì? Để mình thực chứng cái trạng thái đó, mình mới biết như thế nào là tỉnh cơn mê chấp, như thế nào là sống trong cơn mê chấp. Thì cho mình một lần nếm được cái trạng thái giác ngộ. Cho dù chỉ là 5 phút, 3 phút, 10 phút, 15 phút, nửa tiếng và 1 tiếng, để mình biết được trạng thái tỉnh cơn mê là như thế nào. Và khi cơn mê nó tan biến là như thế nào. Và cái mộng nó tan biến là như thế nào. Và cái khổ đau nó tan biến là như thế nào. Thì lúc đó mình mới bắt đầu biết được như thế nào là trạng thái giác ngộ. Và như thế nào là trạng thái giải thoát khổ đau. Quý vị theo kịp không? Tuy nhiên, tại sao có những người khi được đánh thức cái tiềm năng thành Phật là cho mình một lần tỉnh cơn mê, cho một lần thực chứng cái trạng thái rỗng rang, thanh tịnh, vô nhiễm. Ngay nơi đó tất cả những cái sự dính mắc, khổ đau, tan biến. Tâm thể trở nên rỗng rang, thanh tịnh, vô nhiễm. Thực chứng trạng thái đó rồi. Tại sao không tiếp tục tỉnh cơn mê mà lại quay về mê lại? Quý vị biết vì sao không? Biết vì sao? Theo kịp không? Đại chúng theo kịp không? Có nghĩa là khi mà cái trạng thái thức dậy hoàn toàn, quý vị feel được không? Khi mình ở trong cái giấc ngủ mà mình thức dậy hoàn toàn á, khi mình thức dậy hoàn toàn thì tự nhiên cái cơn mê ngủ nó đâu rồi? Nó tan biến. Và tất cả cái mộng nó cũng gì? Nó cũng tan luôn. Và những cái nỗi sợ hãi hoặc những cái sự vui buồn vì cái cơn mộng đó nó cũng gì? Nó tan luôn. Có cảm nhận được không? Quý vị có cảm nhận được không? Thì cái trạng thái giác ngộ nó cũng như thế. Có nghĩa là bậc tỉnh thức vẹn toàn, thức dậy hoàn toàn, trở về sống trong cái thể tánh bất sanh bất diệt, giải thoát tất cả sự mê chấp, dính mắc khổ đau. Gọi là tỉnh thức vẹn toàn, chứ không phải là nửa tỉnh nửa mê. Thì quý vị sẽ bắt đầu nhìn nè, một chúng sanh mê mệt, một chúng sanh mê với một chúng sanh đang nửa tỉnh nửa mê, hoặc là một chúng sanh đang ở trong mê mà muốn tỉnh, và một chúng sanh đã được tỉnh thức vẹn toàn. Cảm nhận được không? Theo kịp không? Vậy thì giờ mình đang ở đâu? Vậy trạng thái giác ngộ là trạng thái đã được tỉnh thức vẹn toàn và giải thoát tất cả cái sự mê chấp khổ đau, trôi lăn trong sanh tử. Theo kịp không? Vậy thì bây giờ quý vị tỉnh thức vẹn toàn chưa? Chưa. Thì bắt đầu kiểm nè ha. Kiểm mình ở đâu? Chứ mình tu mà mình không hiểu giác ngộ là gì? Giải thoát là gì? Giải thoát là khi cái giây phút tỉnh thức vẹn toàn thì toàn bộ cái vô minh, tham ái và sân hận nó được tan
tan biến, thì trạng thái đó là giác ngộ, giải thoát. Theo kịp chưa? Từng bước mình theo nha. Không khó đâu. Không khó để mình trực nhận, nhưng mà dĩ nhiên khó trong quá trình tu chứng, thì mình phải trải qua một cái quá trình tu chứng. Nhưng quan trọng là mình phải trực nhận trước đi. Như thế nào là giác ngộ? Như thế nào là giải thoát? Mà bậc giác ngộ đã trở về trong cái sự sống tỉnh thức và giải thoát cái nguồn mê chấp, thì cái độ sanh của bậc giác ngộ là làm gì? Độ sanh là độ sao? Độ sanh là độ gì? Độ sanh là đánh thức cái tiềm năng giác ngộ nơi mỗi người, giúp cho mọi người từng bước tỉnh thức vẹn toàn để giải thoát vô minh, tham ái và sân hận. Theo kịp không? Thì như vậy chúng ta sẽ hiểu bậc giác ngộ là ai, giải thoát là thế nào, và độ chúng sanh là độ ra sao. Độ chúng sanh là đưa chúng sanh trở về với cái chỗ tỉnh thức vẹn toàn để giải thoát tất cả cội nguồn của vô minh, tham ái và sân hận. Dễ hiểu không? Có ai có câu hỏi gì không? Thông không quý vị? Đó là phần tổng thể. Bây giờ bắt đầu mình kiểm lại mình, coi mình ở đâu, phải không? Hồi nãy quý thầy nói là có những số người đã từng theo bậc thầy giác ngộ tu học, từng bước được bậc thầy giác ngộ đánh thức cái tiềm năng thành Phật, và có những người mới. Thì hôm nay bắt đầu mình từng bước trực nhận như thế nào là giác ngộ. Trạng thái giác ngộ là trạng thái tỉnh thức vẹn toàn. Và ngay nơi tỉnh thức vẹn toàn thì cái giải thoát nó có mặt, là vô minh, tham ái, sân hận nó được tan biến. Và tâm thể trở nên rộng rang, thanh tịnh, vô nhiễm. Và từ đó đánh thức cái tiềm năng thành Phật nơi chúng sanh, để giúp chúng sanh từng bước tỉnh thức vẹn toàn, giải thoát tất cả cội nguồn vô minh, tham ái và sân hận. Đại chúng rõ không? Tuy nhiên trong cái quá trình tu chứng thì mỗi chúng sanh nghiệp lực nó không đồng, nỗi trăn trở nó không đồng, sự thao thức nó không đồng. Cho nên bậc giác ngộ sẽ dùng phương tiện để đánh thức mỗi chúng sanh nó cũng không đồng. Bởi vì bậc giác ngộ đã trở về sống trong cái thể tánh bất sanh bất diệt, như cái gương có thể thấu được căn cơ, nghiệp lực và sự mê chấp của chúng sanh. Cho nên sẽ biết từng bước dùng phương tiện gì để đánh thức cái tiềm năng thành Phật nơi mỗi người. Trong mỗi chúng sanh, cái sự mê chấp khác nhau, cái sự dính mắc khác nhau, cái nghiệp lực khác nhau, và cái nỗi trăn trở khác nhau. Cho nên cái phương tiện khế lý khế cơ của bậc giác ngộ sẽ dụng ra nơi mỗi người khác nhau. Không có giống nhau được. Không có nói vô ngồi thiền đi là tự nhiên đắc đạo, không được. Không có thể nói nghe pháp đi là đắc đạo. Bởi vì trong này mỗi chúng sanh nó có nhiều cái dính mắc, nhiều cái kẹt, nhiều cái mê chấp nó bủa vây trong này. Họ không nhận ra, họ không biết. Ngồi thiền không đủ. Nghe pháp không đủ. Bởi vì đó là đường vào nội tâm. Không phải đơn giản là mình nghe một cái, mình ứng dụng là mình có thể khai thông được nội tâm.
phải dùng rất là nhiều phương tiện để mà khai mở, để mà điểm hóa, để mà đánh thức cái tiềm năng thành Phật nơi mỗi người. Làm sao cho cái người đó được từng bước thức dậy? Và làm sao cho mỗi chúng sanh thấy được rằng mình đang mê như thế nào? Mình đang mệt như thế nào? Mình đang chấp như thế nào? Mình đang khổ như thế nào? Và mình làm khổ mình, khổ người như thế nào? Và nghiệp lực nó đang bủa vây mình từng giây phút như thế nào? Bậc giác ngộ sẽ thấu suốt từng người như thế. Và từng bước khai thông nội tâm của họ. Đương cơ, khai thị, điểm hóa, đánh thức, tiềm năng thành Phật nơi mỗi người. Cái phone này nó cũng đang trăn trở. Phải không? Nó cũng đang trăn trở, nó ở đâu? Có những người sau khi được đánh thức, cái tiềm năng thành Phật thức dậy rồi. Nhưng mà sau đó gì? Ngủ lại. Và bắt đầu đắm chìm trong cơn mê chấp. Quên mất mình đã được thức dậy. Quên mất cái trạng thái được thức dậy và trạng thái giải thoát như thế nào. Quên mất. Có những người bắt đầu trăn trở, nhưng mà chỉ trăn trở khi cái cơn mê nó gì? Cơn mê nó khủng hoảng thôi. Có nghĩa là những cái cơn mê mà nó điên cuồng, nó chấp thật, nó khổ đau thì mới muốn gì? Muốn thoát cái cơn mê đó mới trăn trở. Còn cái cơn mê mà nó đã thì sao? Nó sướng thì sao? Thì cái đó là thật. Cho dù đã từng được đánh thức, cái trạng thái bừng ngộ ra, thực chứng, cái mê đã với cái mê không đã nó cũng là mê, biết đó. Nhưng mà sao? Nhưng mà vẫn thích sống trong cái cơn mê. Mà có vui thì có gì? Có buồn. Có đúng thì có sai. Có thương thì có ghét. Có hạnh phúc thì có khổ đau. Nhưng mà thường những cái người bắt đầu trăn trở đó, thì những người đó là sao? Thường mấy người mê mệt họ trăn trở nổi không? Trăn trở nổi không? Họ bận gì? Họ bận mê, bận mệt ở trong đó rồi mà trăn trở cái gì? Quý vị thấy không? Kiểm nha, kiểm xem tụi mình thuộc loại nào. Mê mệt mà trăn trở cái gì? Phải không? Còn cái người mà bắt đầu trăn trở mình đang sống trong mê, sống trong chấp, sống trong khổ đau, là người đó bắt đầu muốn gì? Muốn gì? Muốn tỉnh rồi đó. Muốn tỉnh thức rồi đó. Muốn giải thoát rồi đó. Nhưng mà cái nỗi trăn trở đó bao lâu? Bao sâu? Hay là gì? Hay là đợi lên thiền đường mới trăn trở?
lúc ở trong cái bữa ăn ngon á, quên mất. Lúc ở trong cái đúng sai đó, quên mất. Lúc ở trong hưởng thụ á, quên mất. Vậy người đó trăn trở không? Trăn trở không? Chưa trăn trở. Có những người chỉ trăn trở khi mình tâm mình bất an thôi. Chứ còn khi tâm mình đang thỏa mãn á, là ngủ quên trên, trên gì? Trên gì? Chiến thắng. I am something. Tôi hay nè, tôi giỏi nè, tôi là số một nè. Phải không? Là mộng đó là mộng gì? Mộng bá chủ, phải không? Cái đó là mấy người gọi là mộng, mà mộng bá, bá chủ. I am something. Những người mà mộng đó thì người đó muốn gì? Muốn bá chủ trong cõi. Cõi gì? Cõi mộng. Kiểm nha. Mình nghe mình phải kiểm coi mình ở ở đâu. Đừng có chạy theo lời nói của thầy mà đánh mất gì? Đánh mất mình. Phải kiểm, kiểm nội tâm của mình trong khi nghe, nghe bậc giác ngộ khai mở. Cái người mà mộng bá chủ, họ có không gian không? Để nhìn lại nội tâm của họ không? Có không? Không. Cái người mộng bá chủ, họ bận đi, đi làm bá chủ rồi. Bận chạy theo cái đúng, cái hay, cái giỏi, cái đẹp, cái tài, cái thắng. Thì có không gian nào mà để trăn trở, để thao thức. Còn một cái người mà quá khổ đau đi, thì sao? Tu nổi không? Khổ quá thì chỉ biết gì? Hận thù. Bế tắc. Làm sao mà trăn trở nổi? Nó giống như quý vị thấy Đức Phật nói rằng có hai loại người mà khó tu nhất là cái người ở cõi trời. Sướng quá. Bận sướng rồi. Chỗ đâu mà trăn trở, phải không? Hưởng thụ sướng quá rồi. Ở đâu mà trăn trở? Còn một loại thì ở, ở đâu? Ở địa ngục. Khổ quá đi. Từng giây từng phút nó bức bách, bức bách. Khổ đau, bất an. Chỗ nào để mà trăn, trăn trở? Quý vị thấy không? Là hai cực đó. Hai cực. Quá sướng cũng khó mà trăn trở, mà quá khổ cũng khó mà trăn, trăn trở. Thấy không? Còn cái cõi này nè, gọi là cái cõi ta bà, cũng có gì? Có sướng mà cũng có khổ. Cho nên có cơ hội để mà trăn trở. Đâu có ai một đời mà sướng hoài đâu, phải không? Cũng như đâu có ai một đời mà khổ hoài đâu. Cũng có lúc và cũng sướng và cũng có lúc khổ, phải không? Cho nên đó là cơ hội để trăn trở. Và hành giả tu học cho tới một cái ngày, bắt đầu chúng ta kiểm nha, tới một cái ngày mà chúng ta cảm nhận được như thế nào là trạng thái tỉnh thức vẹn toàn. Ta là ai? Tỉnh thức vẹn toàn là gì? Và giải thoát là thế nào? Thì cái năng lực giác ngộ và giải thoát của mình bắt đầu sao? Bắt đầu có lực rồi. Còn nếu chúng ta kiểm trong đời sống hàng ngày mà chúng ta vẫn đắm chìm trong vô minh, tham ái và sân hận, thì cái đó là gì? Còn xa lắm. Hoặc là chỉ trăn trở khi mà bế tắc khổ đau,
Còn khi thỏa mãn thì không có trăn trở, thì cũng còn xa lắm. Hoặc là có những người được thức dậy, được đánh thức dậy một lần, tự nhiên trong họ có một cái nỗi trăn trở muốn thức dậy luôn. Cho dù ở bên trong này nó vẫn có cái tiếng nói là thôi ngủ lại, thôi vô lại trong cái cơn mộng một tí đi, rồi sau đó mình sẽ thức cũng không có muộn. Có không? Có feel được không? Ở trong đời sống hàng ngày có không? Có những người họ thức dậy rồi nhưng mà họ vẫn mơ mơ màng màng, cái họ gì? Họ trùm cái mền sao? Cái họ sao? Ngủ lại. Thấy chưa? Mình kiểm trong đời sống hàng ngày là mình sẽ kiểm được đường tu của mình à. Rồi có những người thức dậy rồi nhưng mà tự nhiên nhớ cái mộng á, thấy nó đẹp quá. Cái làm sao? Ở đây quý vị có kinh nghiệm không? Có những cái mộng nó thấy nó hình như nó hơi đẹp đẹp á nha. Bỏ tan nó cũng uổng quá, cái chua là cái mộng đó. Sống trong đó thêm gì? Thêm chút nữa, có không? Quý vị có bao giờ trải nghiệm cái trạng thái đó không? Thật sự là có chứ không phải đâu. Mà mình vô được. Cái vô được, có những người họ vô lại cái mộng đó được là bởi vì họ đang mơ mơ màng màng, họ chưa tỉnh hoàn toàn. Cho nên họ mới tỉnh dậy, nó chưa tỉnh hoàn toàn. Chứ thật ra tỉnh hoàn toàn thì không vô đâu. Nhưng mà cái dạng mà nửa tỉnh, nửa mê đó. Thì kiểm trong đời sống hàng ngày thì mình sẽ hiểu được cái con đường giác ngộ giải thoát là như thế nào. Thì nửa tỉnh, nửa mê. Mà cái tỉnh thì nó mơ mơ màng màng lắm. Nhưng mà cái mê thì nó rất là thật. Cho nên nói, ô thôi, mình nằm lại chút xíu nữa đi. Hoặc là có những cái bữa hồi thầy độ ở trên, đi các nơi thầy độ sanh á, thầy có mấy người họ thưa, họ nói có những lúc á, họ thích quay về cái cơn mộng họ sống á, cái có những lúc trời mưa đó quý vị. Trời mưa buổi sáng ngủ dậy mà trời nó gì? Nó mưa mưa đó. Cái bắt đầu cái mình đang có một cái giấc mộng đẹp, cái mình vừa tỉnh dậy cái mình thấy nó mưa. Nhưng mà mình thấy nó hay quá, cái thôi ngủ lại chút xíu nữa. Cái đắp cái mền lại. Cái vô cái mộng. Sau đó mình bấm một nút mở nhạc ra. Nghe. Phải không? Mở nhạc ra nghe cái gì? Em hỏi anh hay anh hỏi em bao giờ trở lại? Xin trả lời, mai mốt em về, anh về. Cái nằm xuống sao? Nó phê quá, phải không? Cái bên đó chuồng ren tới giờ đi làm rồi. Mới gì? Mới lồm khồm ngồi dậy. Rồi bắt đầu càm ràm. Trời ơi, ta đang có mộng đẹp mà đó. Đi làm cái gì? Chuồng cứ ren hoài. Nhiều khi có người bực quá, ném cái chuông gì? Ném xuống, có không? Có người làm như thế nữa đó. Rồi đứng lên càm ràm. Bực bội, có không? Đó là đang gì? Đang sống trong mộng. Kiểm đi. Trong đời sống mình là bắt đầu có nhiều người họ thưa vậy đó. Nằm trong mê rồi bắt đầu bấm nhạc lên rồi bắt đầu gì? Hả? Bắt đầu nữa. Vô lại cái mộng, bắt đầu mơ mộng lại, thấy không? Cho nên á, mình phải hiểu cái trạng thái sống trong mê là như thế nào, cái trạng thái giác ngộ giải thoát là như thế nào, và cái người có trăn trở là nó như thế nào. Bây giờ quý vị cảm nhận cái sự trăn trở chưa? Trăn trở là sao chưa? Trăn trở là ở trong mê nhưng mình biết là mình phải thức. Chỉ có thức dậy mới giải thoát cái khổ đau. Ở trong mê bởi vì cái bản chất của mơ là không thật. Mơ là không thật. Chỉ có những người sống trong mơ quá lâu mới cho cái đó là thật và bám víu vào cái cơn mơ đó. Chứ một người đã thực chứng được cái trạng thái giác ngộ, cho dù chưa hoàn toàn tỉnh thức vẹn toàn, cũng bắt đầu biết được
cái trạng thái giác ngộ là như thế nào, và trạng thái giải thoát là như thế nào. Và đời sống của cái người mà tỉnh thức á, họ rỗng rang lắm, họ thanh tịnh lắm, họ vô nhiễm. Và họ không bao giờ mà đã tỉnh thức rồi thì không bao giờ trở lại sống trong mê. Vậy ở trong đây quý vị có muốn tỉnh thức hoàn toàn không? Có muốn không? Có hiểu không? Có nhận được hồi nãy giờ quý thầy nói không? Dễ không? Mình thông trước đi. Mình thông trước đi rồi mình mới gì? Mình mới bắt đầu bước vào cái quá trình tu chứng. Chứ không phải nói như vậy rồi cái tự nhiên ai cũng giác ngộ, ai cũng giải thoát. Nhưng mà mình phải hiểu được trạng thái giác ngộ là như thế nào. Đức Phật giác ngộ là như thế nào? Bậc giác ngộ là như thế nào? Tất cả những bậc giác ngộ, chư Phật, chư Tổ và bậc giác ngộ đều phải đi qua cái quá trình tu chứng như thế hết. Phải giống nhau, không thể nào khác nhau. Đều phải tỉnh thức vẹn toàn, đều phải giải thoát cái vô minh, tham ái và sân hận. Và đều có năng lực để đánh thức cái tiềm năng thành Phật cho chúng sanh, để tỉnh thức vẹn toàn và giải thoát hoàn toàn cái vô minh, tham ái và sân hận. Thì hôm nay Bậc Giác Ngộ cho quý vị một ít ví dụ và khái quát về cái trạng thái giác ngộ là như thế nào, giải thoát là như thế nào và độ sanh là như thế nào. Quý vị có câu hỏi gì không? Ai chưa thông, ai không thông, ai không tin thì giơ tay lên, thưa thầy. Im lặng có nghĩa là sao? Có nghĩa là gì? Im lặng nó có hai thứ. Một là không biết đang nói gì. Ha? Không biết nãy giờ thầy nói cái gì. Hai là thầy nói mình nghe nó quá gì? Quá rõ rồi. Bây giờ gì? Bây giờ chỉ là muốn gì thôi, phải không? Vậy bây giờ thuộc loại nào đó? Giơ tay lên thầy nghe. Loại thứ nhất, giống như đờn gãi tai trâu. Hiểu không? Hiểu đờn gãi tai trâu không? Hả? Bên này cứ đánh đàn, trâu nó nghe nó không biết nói cái gì. Ai thuộc loại đàn gãi tai trâu, giơ tay lên. Không ai hết, không ai là đàn gãi tai trâu hết, phải không? Còn ai nghe tới đâu, tỏ tường tới đó, giơ tay lên. Wow, vậy là tỏ tường hết trơn rồi. Cho quý vị một tràng pháo tay. Khi mà mình tỏ tường như vậy đó, mình mới bước vô cái hành trình giác ngộ, giải thoát. Mình tu ở đâu cũng vậy, mình phải rõ. Mình theo một bậc thầy tu học, mình phải biết bậc thầy đó là ai. Độ mình là độ như thế nào? Mình phải rõ ràng. Mà khi mình rõ ràng, mình bước đi đó, rất là dễ dàng. Nó không có khó. Khi mình theo bậc giác ngộ, tu học để đi tới cái chỗ giác ngộ giải thoát á, thì từng bước bậc giác ngộ sẽ cho mình thực chứng cái trạng thái tỉnh thức là như thế nào. Mình phải thực chứng, chứ không phải mình nghe để mình tin nha. Mình phải thực chứng cái trạng thái tỉnh thức là như thế nào. Mình sẽ thực chứng cái trạng thái nửa tỉnh nửa mê là như thế nào. Mình sẽ kiểm được trong nội tâm của mình. Mình sẽ thực chứng được rằng được tỉnh rồi mà thích gì, thích mê sẽ như thế nào. Và mình sẽ biết thỉnh cầu bậc giác ngộ từng bước
đánh thức cái tiềm năng thành Phật cho mình, để khi mình thức dậy là thức luôn như thế nào, mình sẽ thực chứng cái điều đó. Mầu nhiệm lắm. Chứ không phải mình theo bậc giác ngộ tu học là mình mơ mơ màng màng, không biết gì hết. No. Mình rất là rõ ràng. Mình rất là tỏ tường. Tỏ tường như là cái trạng thái mình thức dậy như thế nào. Tâm thể mình rộng rang, thanh tịnh, tươi mát như thế nào. Và tất cả những cái sự khổ đau dính mắc nó tan biến như thế nào. Chính mình sẽ thực chứng cái điều đó. Chứ không phải chỉ nói để cho mình tin. Không phải nói cho mình theo. Và không phải chỉ là một cái sự hy vọng cho một ngày nào đó mình chết, mình đi về một cảnh giới nào đó. Không có. Mình sẽ thực chứng từng bước trong cái quá trình tu chứng. Như là mình được thức dậy từ một cái cơn mê. Nó là như thế luôn. Cho nên mình tu học mình có sự gì? Có gì? Có sự kiểm chứng. Rất là tỏ tường. Rất là rõ ràng. Và những cái nguồn mê chấp trong này của mình nó tan biến như thế nào? Mình biết được luôn. Biết rõ luôn. Tâm thể của mình trở nên rỗng rang, thanh tịnh, vô nhiễm như thế nào? Mình biết luôn. Tình thương của mình nó có mặt như thế nào? Mình biết luôn. Tuệ giác mình từng bước khai sáng như thế nào? Mình biết luôn. Những cái dính mắc trong tâm của mình á, hồi xưa nó bó cứng như thế nào? Để rồi mình nhìn người, mình không có tình thương, mình phân biệt, mình phán xét. Bây giờ nó tan biến. Mình nhìn ai mình cũng thương hết á. Mình thực chứng luôn. Chứ không phải là lý thuyết. Nó là một trạng thái giác ngộ. Và trạng thái thực chứng trên con đường giác ngộ giải thoát. Cho nên quý vị thấy tại sao có những người Ấn giáo, Hồi giáo, Công giáo theo bậc thầy giác ngộ rất là đông. Tại sao? Là bởi vì cái gì? Họ phải thực chứng trạng thái đó. Không phải mê tín mà được. Đời sống nội tâm của họ nó phải thông thoáng. Nó phải tỉnh thức. Nó phải rơi rụng những cái sự dính mắc. Thì họ mới tiếp tục tu học. Cho nên những học trò của bậc thầy giác ngộ là từng bước được bậc thầy giác ngộ khai sáng nội tâm. Từng bước được bậc thầy giác ngộ cho mình thực chứng trạng thái giác ngộ. Từng bước được bậc thầy giác ngộ cho mình thực chứng cái trạng thái giải thoát. Từng bước được bậc thầy giác ngộ cho mình thực chứng được cái sự rỗng rang, thanh tịnh, vô nhiễm là như thế nào. Từng bước được bậc thầy giác ngộ cho mình thực chứng cái tình thương bao la vô cùng vô tận là như thế nào. Và từng bước được bậc thầy giác ngộ cho mình thực chứng trăn trở sanh tử giải thoát là như thế nào.
và từng bước được bậc thầy giác ngộ cho mình thực chứng cái nỗi trăn trở tại sao mình cần phải tỉnh thức vẹn toàn là như thế nào. Và từng bước được bậc thầy giác ngộ cho mình thực chứng cái trạng thái giác ngộ, giải thoát và độ sanh là độ như thế nào. Khi mình nói chữ độ sanh là đưa chúng sanh tới chỗ giác ngộ giải thoát. Khi mà mình rõ như thế, mình theo bậc giác ngộ mình sao? Mình sao quý vị? Tuệ đạt. Khi mình rõ như thế thì khi mình theo bậc giác ngộ thì sao? Như khi con rõ như thế thì con theo bậc giác ngộ con sẽ như thế nào? Dạ thì khi mà trên con đường tu học á, mà con rõ được á, bậc giác ngộ là ai á, thì cái con đường tu học của con nó rất là tỏ tường. Vì mỗi một bước con bắt đầu con tu học á, thì con có những cái trải nghiệm. Và từ trong những cái trải nghiệm đó thì con được có cái thực chứng cái trạng thái giác ngộ là như thế nào, giải thoát là như thế nào. Có nghĩa là lúc mình tỉnh á, thì mình như thế nào, lúc mình mê lại nó sẽ như thế nào, nó rất là rõ ràng. Và vì cái sự rõ ràng giống như vậy mà nó được cái sự thực chứng trên bản thân mình á, mỗi một ngày á, thì cái nội tâm mình á, nó thông thoáng như thế nào nó cũng rõ. Cho nên là trên cái con đường tu học của con á, là cái niềm tin đối với bậc giác ngộ á, nó rất là chắc chắn. Vì nhờ cái niềm tin đó mà cũng trải qua cái thực chứng của bản thân á, thì cho nên là mỗi một bước con đi tu học á, thì con đều cảm thấy nó có một cái sự mỗi ngày nó mỗi vững á thầy. Mỗi ngày nó mỗi vững, mỗi ngày nó mỗi thông. Mặc dù là nó cũng không có dễ, cái điều đó là đương nhiên. Nhưng mà vì nó có niềm tin, mà vì nó có thực chứng, cho nên là cho đến giờ phút này con vẫn tiếp tục đi, cho đến cái ngày mà được bậc thầy giác ngộ đưa mình đến cái chỗ tỉnh thức vẹn toàn, nghĩa là thức hẳn luôn, không có còn mê lại. Dạ mô Phật, đó là chia sẻ của con. Chúc mừng thiền sinh Tuệ Đạt. Nếu vậy thì hôm nay sẵn đây thầy có hỏi quý vị một câu hỏi nha. Quý vị cứ trong sáng, thanh tịnh và trả lời. Thí dụ như thầy ở trong cái cơn mê cũng là chúng sanh như quý vị, phải không? Mà thầy được thức dậy hoàn toàn để giải thoát cái cơn mê, phải không? Tâm thể của thầy từ đó trở nên rỗng rang, thanh tịnh, vô nhiễm. Tình thương có mặt. Đại nguyện đồ khắp chúng sanh có mặt. Và diệu dụng độ sanh có mặt. Và từng bước đánh thức cái tiềm năng thành Phật của chúng sanh có mặt. Nếu mà thầy đã sống trở về như vậy, thì thầy có nên nói thầy là bậc tỉnh thức không? Được không? Được nói không? Được không? Vì sao? Được nói không? Được nói không? Phổ Huệ? Cái chỗ này quan trọng lắm nghe con. Được nói không? Dạ thưa thầy, được nói chứ. Để mà nên cho... nói không? Dạ, hay là nói không biết? Không biết. Hỏi thưa thầy, thầy là ai? Không biết. Thầy có phải là giác ngộ không? Không biết. Thầy giác ngộ chưa? Không dám nói. Thử nha, mình thử coi cái hình đó nó ra làm sao nha. Thưa thầy, thầy đã tỉnh thức chưa? Thôi không dám nói đâu, sợ lắm. Thầy giải thoát chưa? Kỳ lắm, nói kỳ lắm.
rồi cuối cùng sao? Ủa vậy cái nếu mà cái người đó là người gì? Hả? Thì theo quý vị nhìn cái người đó người gì? Mới có nhiều người mắc rất là hiểu lầm. Mình thức dậy thì mình nói mình gì? Thì mình thức dậy để làm chi? Ủa chứ bây giờ quý vị muốn thức mà quý vị hỏi thầy nha. Nếu mà quý vị muốn thức thì quý vị hỏi, thưa thầy, thầy thức chưa? Không biết. Thì quý vị dám theo không? Dám theo không? Thưa thầy, thầy thức chưa? Thầy giải thoát chưa? Không dám nói đâu. Nói sợ người ta nói mình ngã mạng lắm. Được không? Feel đi, cảm nhận đi. Rồi sao? Thưa thầy, mình tỉnh thức, mình đâu có nói mình tỉnh thức đâu. Ủa không nói ai biết. Mà bây giờ nếu mà tỉnh thức mà không nói, quý vị dám tới với thầy để thầy độ cho quý vị tỉnh thức không? Nếu thầy nói không biết, không dám, không phải, thì sao? Thì quý vị dám tới không? Hả? Dám không? Không tới, đúng không? Phải không bác? Đâu dám tới. Mà ủa mình thức thì mình nói mình thức chứ có gì đâu mà. Mà vấn đề, nhưng quan trọng là mình thức dậy, nhưng mình cái tình thương của mình là cái gì? Cái đại nguyện là cái gì? Cái diệu dụng là cái gì? Cái phương tiện là cái gì? Để thức chúng sanh dậy chứ có gì đâu. Không nói thì sao mà người ta thức. Phải không? Quan trọng là mình thức dậy với cái mục tiêu gì? Có nhiều người cứ nói giác ngộ là không nói. Có nghĩa là thức dậy là không nói. Rồi không nói làm gì? Theo quý vị nghĩ thức dậy mà không nói thì không nói làm gì? Không nói cái đi làm gì? Hả? Theo kịp không? Thức dậy, nè bây giờ quý vị nghe nè. Người nào thức dậy là không nói. Phải không? Không được nói. Vậy thì bây giờ thầy đặt lại câu hỏi, không nói làm gì? Hiểu không? Hiểu câu hỏi không? Bác hiểu không? Thí dụ nói là thức dậy là không nói. Vậy không nói rồi làm gì? Hả? Không nói làm gì thì cũng biết không nói là làm gì. Theo quý vị nghĩ là thức dậy là không nói. Rồi không nói là làm gì? Không nói là làm gì thầy cũng biết nữa. Theo quý vị nghĩ không nói là làm gì? Hả? Hiểu câu hỏi không? Quý vị theo thầy hiểu câu hỏi không? Con hiểu không? Con khi mà thầy tỉnh thì thầy nói, thì con có thể nhận được là thầy tỉnh. Hoặc là nếu mà thầy không tỉnh, thầy nói, con cũng có thể nhận được là thầy không tỉnh. À, rồi, nhưng mà nó có một cái. Nếu như cái người ở trong cái thế gian này mà thức hết rồi đó, thì gì? Thì sao? Thì không có gì cần phải. Phải gì? Phải nói chi nữa? Thì ai cũng thức hết rồi. Nói để làm gì? Vậy là vì sao nói? Quý vị hiểu thầy nói không? Nói vì sao nói? Nói để thức người ta dậy. Quý vị hiểu không? Chứ không lẽ thức dậy xong ngồi yên vậy rồi cái đám kia nó ngủ hết trơn rồi, không lẽ mình ngồi cho nó ngủ vậy sao? Thì phải làm gì? Hiểu không? Hiểu không? Cái nói không phải là khoe mình là tôi thức dậy rồi đó, để làm gì? Không phải vậy. Nói cho người ta thức dậy. Còn không nói làm gì? Quý vị nghĩ không nói làm gì? Tự nhiên mình thức dậy ngồi nhìn mọi người ngủ vậy đó. Thì phải gì? Phải đi thức mọi người. Mọi người dậy. Theo kịp không? Mà đi thức mọi người dậy đó, mình phải thức dậy được, mình mới thức người ta dậy được. Nếu mình chưa thức dậy, mình không thức người ta được. Nhưng cái đại nguyện độ sanh là thức chúng sanh dậy. Đơn giản vậy thôi. Thấy dễ hiểu không? Vậy thức dậy có cần nói không? Nói. Nhưng mà tại sao nói? Còn nếu ai cũng thức dậy hết trơn rồi thì khỏi. Khỏi gì? Nói làm gì nữa? Ủa ai cũng thức hết trơn rồi thì nói gì nữa đâu? Thì cái chữ thức dậy nó vậy sẽ gì? Thí dụ một buổi sáng ai cũng thức hết trơn rồi
Ủa không lẽ nói tôi thức dậy để làm gì? Quý vị hiểu chỗ này không? Cho nên cái chỗ nói hay nín á, nó phải là vấn đề. Mà cái vấn đề là tại sao nói và tại sao nín? Ai cũng thức dậy hết rồi thì nói chi nữa, nín chứ làm gì? Thì nếu một ngày nào đó quý vị tỉnh thức vẹn toàn hết thì thôi thầy sẽ gì? Sẽ gì? Nín. Phải nói nữa rồi, thức hết trơn rồi nói gì nữa? Phải không? Còn bây giờ nếu mà còn ngủ mê thì phải gì? Phải thức. Nhưng mà trước khi thức thì người ta cũng phải biết mình là ai mà. Mà gì? Mà tới thức người ta chứ. Nếu mà họ không biết mà tới thức họ là họ sẽ làm gì? Họ sẽ quậy đó. Đúng không? Tự nhiên tới đây thức người ta làm chi? Phải không? Cho nên là thức bậc giác ngộ là cho mọi người biết bậc giác ngộ là ai. Để đánh thức cả chúng sanh được giác ngộ. Theo kịp không? Các con ở đây theo kịp hết không? Nhưng mà những cái người mà ngủ mê mệt á, họ muốn nghe không? Muốn nghe không? Muốn nghe không? Không. Những người muốn ngủ mê mệt thì họ chỉ gì nghe cái đó nó gì? Nó sao? Chói tai lắm. Vô thức thì kệ vô đi. Tôi đang ngủ mê mệt mà cứ nói hoài nghe cái gì? Nghe gì? Tôi đâu muốn thức đâu. Có loại đó không? Có chứ. Có những cái loại muốn thức, không muốn thức nó đấy, không muốn nghe nữa. Nghe mệt quá. Thấy không? Thì đó là mình biết cái loại đó là mê mệt. Còn cái loại mà trăn trở mà muốn thức á, mà nghe được có ai thức á, họ sẽ làm sao? Họ sẽ làm sao? Họ đi tìm. Thầy kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện mà cái lúc mà thầy đứng lên tầm đạo á. Quý vị đâu có biết là thầy mà đi tầm đạo vất vả lắm. Không phải như quý vị mà tới ngồi đây mà được gặp bậc giác ngộ rồi khai sáng, điểm hóa rồi mở cho quý vị rất là rõ ràng như vậy đâu. Lúc mà thầy đứng lên đi tầm đạo á, là thầy đi bằng hai bàn tay trắng. Tại vì thầy muốn thả hết tất cả và chỉ bước vào bằng một cái tâm trăn trở thao thức và đi tầm đạo thôi. Mà quý vị biết là mỗi ngày thầy đi như vậy đó là thầy ngủ bờ ngủ bụi đó. Không phải là thầy không có chỗ để ở, nhưng mà thầy cứ trải lòng mình ra sống như vậy đó. Có núi thầy ngủ núi, có rừng thầy ngủ rừng. Còn mỗi ngày thầy ăn là ăn chuối thôi, ăn một vài trái chuối thôi. Mà quý vị biết trong lòng thầy á, là lúc nào cũng trăn trở cho thầy gặp được những bậc đắc đạo. Để chi? Để làm gì quý vị biết không? Tại sao mình gặp bậc đắc đạo? Để chi? Để đánh thức cái tiềm năng thành Phật cho mình chứ. Lúc đó mình chưa có bậc được, mình chưa có thức hoàn toàn được. Cho nên mình rất là trăn trở để mình mong gặp những cái bậc đắc đạo. Họ đủ năng lực để thấy mình. Họ đủ cái tình thương để mà độ cho mình. Họ đủ cái phương tiện để mà họ khai thâm cái nội tâm của mình. Cho nên thầy rất là trăn trở. Mà quý vị biết, khi mà thầy nghe, lúc mà thầy tới Tích Lan á, thầy có nghe là ở đó có những vị đắc đạo. Thầy vừa tới phi trường là thầy nghe như vậy liền. Là quý vị biết đêm đó là thầy sao? Một cái người mà trăn trở như vậy thì đêm đó là sao? Nghe vậy khuya là mình được đi đó. Thì đêm đó quý vị nghĩ sao? Ngủ được không? Thầy không có ngủ. Quý vị thấy chưa? Cái người mà trăn trở thao thức là như thế đó. Thầy không có ngủ. Thầy cứ ngồi thì chờ. Trông chờ cho ngày mai mình được gặp cái bậc thầy đó. Quý vị thấy cái thôi thúc chưa? Nhưng mà khi mình đến, mình gặp cái bậc thầy đó, thì nếu như đó là một bậc đắc đạo thì tự nhiên sẽ tại gì? Sẽ biết mình trăn trở như thế nào, thao thức như thế nào và ở đâu trong cái nội thức. Nó rất là rõ ràng như thế đó. Nhưng mà tại cuối cùng khi mà thầy đến đó thì
Quý vị biết ghét một cái like rất là dài, chứ không phải mà quý vị ngồi đây như vậy đâu, không phải mà được thưa thỉnh như vậy đâu. Để mà được gặp cái vị đó nha, là phải đi qua một cái đảo, rồi lên đến cái đảo đó là ghét một cái like rất là dài vậy nè, rồi từng bước vô gặp cái vị đó. Và tới lúc thầy tiến tới gặp cái vị đó, thì cái vị đó thật ra họ cũng có tu, họ cũng có chứng, nhưng mà họ không thể khai phá được cái nội tâm của thầy. Cho nên cuối cùng là thầy chỉ gặp xong rồi, thầy cảm ơn và thầy đi thôi. Có thể là họ sẽ đủ năng lực để khai phá cho những người cái tâm thức, cái căn bản. Nhưng mà cái nỗi trăn trở của thầy là cái trăn trở sanh tử, cái trăn trở giải thoát, cái trăn trở trở về hoàn toàn trong cái hệ tánh bất sanh bất diệt. Cho nên những cái vị đó khi gặp thầy, họ không có đủ năng lực để họ khai phá, họ chia sẻ, họ nói chuyện với thầy. Cho nên họ nhìn thầy và thầy nhìn họ, và thầy chỉ chào họ và thầy đi thôi. Nhưng mà quý vị sẽ thấy rằng là cái tâm của cái người mà cầu đạo nó làm sao? Lúc nào thầy cũng cho mình có cơ hội hết. Thầy nghe là thầy gì? Thầy tới trước liền. Chứ không phải đứng xa mà gì? Mà phán xét, mà phê phán, mà chỉ trích. Thầy không có. Thầy vừa nghe đó là ồ, có một bậc đắc đạo là thầy mừng lắm. Còn đắc hay chưa đắc thì gì? Tới đó sẽ biết, nó có sao đâu. Phải không? Là quý vị biết là đêm không ngủ, 3 giờ sáng là lái xe đi với những cái người ở vùng đó, họ đưa mình tới. Từ đó phải đợi rất là lâu, rồi qua một cái đảo, tới cái đảo đó xong rồi ghét một cái line rất là dài, đợi rất là lâu mới tới gặp được cái vị đó. Gặp xong rồi thì tự nhiên biết thôi, phải không? Đó, nhưng mà thầy rất là quý, rất là trân quý, rất là cảm nhận cái tâm thể của cái người đó. Nhưng mà đó không phải là cái người để mà có thể đánh thức và đưa thầy tới cái chỗ tội. Phải không? Còn quý vị có được như vậy chưa? Tâm thể mình đã như thế chưa? Có nỗi trăn trở như thế chưa? Có nỗi thao thức như thế chưa? Mình nhiều khi mình nghe, khoan vội phán xét, khoan vội đánh giá, khoan vội phản ứng, khoan vội chê bai, khoan vội chỉ trích, cho mình cơ hội đi tìm hiểu, đi trải nghiệm. Thầy mà lúc mà thầy đi tầm đạo á, quý vị sẽ biết có những cái nơi, cái trung tâm thiền á, mà khi mà thầy tới á, thật sự quý vị sẽ thấy quý vị có làm được như thế chưa. Thầy tới những cái trung tâm thiền á, một cái con đường mà đi tầm đạo á, rất là khó. Từ ở bên ngoài mà tới một cái trung tâm á, rất là vất vả, rất là xa. Là cái trung tâm thiền ở Thái Lan á. Mà trên cái con đường đi như vậy là ngồi ở trên chiếc xe, và lấy miếng xe lửa đó, nhưng mà nó rất là nóng và bụi rất là nhiều. Và ngồi trong cái chiếc xe lửa đó là những cái băng ghế nó sụp xịch vậy nè. Nhưng mà đối với thầy nó không có ngăn ngại gì hết đó. Bụi nó táp vô mặt quá trời luôn, và ngồi trên xe nó sụp xịch. Mệt, đuối, đừ, nhưng mà cái nỗi trăn trở của thầy không bao giờ mệt, không bao giờ đuối, không bao giờ đừ. Khi mà thầy tới trung tâm đó rồi, quý vị biết là chiều tối rồi nha. Khi mà mình bắt đầu mình bước vào mà mình xin được vào cái trung tâm tu thiền á. Tại hôm nay thầy kể cho quý vị một tí để cho quý vị thấy cái người mà có trăn trở tầm đạo, giác ngộ giải thoát nó là như thế nào, mà cái người mà sống trong mê mệt nó như thế nào. Quý vị hiểu không? Khi mà thầy bước tới trung tâm đó là chiều rồi. Thì khi mà vào tới trung tâm đó, thầy mới cho họ biết rằng là thầy xin được vào khóa tu. Ở đó họ có khóa tu thiền 10 ngày. Thường là một tháng nó có một khóa một lần và 10 ngày. Thì khi thầy bước tới, thầy báo cho họ biết là thầy được xin vào khóa tu thiền. Thì họ nhìn thầy là tu sĩ mà. Thì họ mới nói với thầy rằng là khóa thiền này dành cho cư sĩ, không có dành cho tu sĩ. Cho nên họ xin lỗi thầy là họ không nhận thầy vào trong khóa thiền này. Thấy không? Nhưng mà quý vị sẽ thấy một cái người mà tầm đạo nó khác. Thầy rất là tha thiết được vào cái khóa thiền đó. Cho nên thầy mới nói với họ đó, thầy nói thôi thì bây giờ coi như thầy là
cư sĩ. Đừng có trích thầy như một tu sĩ. Thầy làm cư sĩ. Thầy có thể làm cư sĩ miễn sao cho thầy vô thầy tu là được rồi. Ban đầu họ nói sao dám được. Thôi họ không dám đâu rồi. Ôi, tu sĩ mà. Làm sao mà dám vào cái khóa thiền này. Thầy nói nếu mà thầy chưa đắc đạo, thầy chưa trở về hoàn toàn trong cái thể tánh bất sanh bất diệt, thì tu sĩ hay cư sĩ cũng như nhau thôi. Thôi hãy để cho thầy làm cư sĩ đi, rồi cho thầy vào trong khóa thiền này. Cái họ nghe thầy nói rất là chân thành, rất là tha thiết và rất là thật, đúng không? Thầy nói thật. Thầy chỉ mong cho họ thôi, muốn nhìn thầy là tu sĩ hay cư sĩ gì cũng được, cho thầy vào đi. Thì họ feel được là thầy rất là thật. Cho nên họ đồng ý là ok, chấp nhận cho thầy làm cư sĩ. Nhưng mà chưa xong đâu. Còn nữa, khi mà thầy làm cư sĩ rồi đó, thì họ sẽ bước thêm một bước nữa. Họ nói rằng nếu là cư sĩ thì vào khóa thiền phải gì? Phải đóng tiền. Gặp quý vị là gì? Gặp quý vị là nghe cái câu đó là sao? Chịu không? Thấy không? Thì thầy rất là tôn trọng. Tại vì ai ở đâu làm một cái điều gì, họ cũng có lý do của họ. Quý vị biết ở trung tâm thiền đó, mà nếu mà phi á, là thôi nó vô tùm lum tùm la hết. Rồi chẳng ai tu hết. Loạn cào cào trong đó hết. Cho nên tất cả những cái gì họ làm, họ cũng có cái lý do của họ. Chứ không phải là họ cần tiền của mình đâu. Nhưng mà theo như cái điều lệ của một trung tâm đưa ra thì thầy phải đóng tiền. Mà thầy đâu có tiền đâu. Thì tự nhiên trong lòng của thầy nó rất là hoan hỷ lắm. Thầy mới nói với họ là thật sự thầy không có tiền. Nhưng trong suốt khóa thiền đó, bất cứ việc gì ở trong thiền viện, thầy xin làm hết. Ngoài cái giờ tu học, thầy có thể chùi nhà cầu, thầy có thể xuống bếp, rửa chén, quét nhà, lau chùi, dọn dẹp, làm hết. Bất cứ những cái gì có thể bù lại cái sự cúng dường đó, thầy sẽ xin được làm như thế. Ban đầu họ nghe, họ cũng hơi khựng, biết không? Họ nghĩ, trời ơi, sao để cho thầy đi làm cái chuyện đó? Thầy nói đừng lo. Thầy hoan hỷ lắm, chỉ cần là cho thầy vào trong đó đi. Còn á, thầy không quan trọng đâu, làm gì thầy cũng làm được hết á. Mà thầy cũng không có chống họ là, ủa tại sao lại bắt tôi phải trả tiền? Thầy cũng không bao giờ suy nghĩ cái câu đó. Hoặc là tại sao, thầy không có tại sao với ai hết á. Thầy tôn trọng tuyệt đối cái điều lệ của họ đưa ra. Chỉ có điều là mình không làm được theo cái điều lệ đó, thì mình xin, không có sao hết. Thì thầy rất là chân thành, thầy xin. Và sau khi họ nghe thầy đồng ý làm tất cả các việc ở trong thiền viện, thì họ thấy là thầy rất là chân thành. Thì họ đồng ý cho thầy vào khóa tu. Thì quý vị nhìn thấy, cái người có trăn trở là sao? Có thấy sao? Con hiểu không? Hạnh, con hiểu sao? Hạnh, cho Hạnh xưa đi. Hạnh phía sau đó, con, phải không? Hôm nay thầy chia sẻ để cho quý vị cảm nhận được. Cái đó là thầy chia sẻ một cái gì rất là thật ở trong cái đường tu của thầy, trong cái cuộc đời của thầy, trong cái nỗi trăn trở của thầy. Chứ không phải là thầy kể một câu chuyện của ai, đó là chuyện của thầy. Dạ, mô Phật. Dạ, con thưa thầy. Con hiểu thì nếu một người trăn trở thì bất chấp mọi khó khăn đều hoan hỷ để làm và không suy nghĩ gì hết, chỉ cần được những gì mà mình muốn thì con nghĩ đó là một người thật sự hoàn toàn muốn được giác ngộ viên mãn, cho nên mới có được một cái sự cầu đạo giống như vậy. Còn nếu như một người mà họ không có đủ tín tâm để cầu đạo và trăn trở muốn giác ngộ thì tất nhiên cái gì mà nói tới gì người ta cũng cần phải suy nghĩ, cũng cần phải có hiểu tại sao phải là như vậy. Dạ con chỉ biết được nhiêu đó thôi. Rất là rõ ràng á, rất con cảm nhận được. Cái đó nó màu nhiệm lắm.
Nó lạ lắm, khi mà thầy tới đó đó, khi mà họ nói rằng nơi đây là một cái trung tâm cho cư sĩ, tự nhiên thầy thấu hiểu, thầy không có thắc mắc. Chứ thầy không có cần phải thắc mắc là tại sao tôi là tu sĩ mà không cho tôi vô. Không bao giờ thắc mắc cái chuyện đó. Vì xin thưa thầy cho con xin hỏi một câu hỏi. Được con. Cái câu hỏi trở lại hồi nãy thầy nói là lúc mà mình thức thì tại sao mình không nói mình thức? Đó là một câu ví dụ cho những bậc thầy tu mà đã được giác ngộ. Thì con cũng thường có nghe được trong Pháp, trong những câu chuyện của con không có biết nhớ được là quý thầy nào nói, nhưng mà con có hay nghe Pháp á, thì thường nói những vị tu mà chẳng hạn như là Bồ Tát tái lai hay là những vị thánh mà trở lại để độ đời đó, thì khi họ chứng đắc thì họ không có được tự mình xưng là một vị thầy chứng đắc. Và nếu như để lộ được thân chân tánh của mình á, thì bắt buộc phải trốn vào rừng sâu hay hoặc là nhập niết bàn. Nhưng mà ngày hôm nay á, con nghe thầy nói về cái câu tại sao mình thức mà mình không nói mình thức, là con cảm và con hiểu được đó là một điều hợp lý. Nhưng mà tại sao những cái bài pháp thì con thường lại nghe kể nhiều cái câu chuyện giống như vậy, thì nó thấy bây giờ con mới hiểu được đó là có phải là một, không biết nó đúng hay sai, nhưng mà cảm thấy nó phi lý. Tại sao mình là người có cái tâm nguyện độ đời mà mình không có độ đời, mà khi mình đã giải thoát giác ngộ rồi mình lại, khi mà người ta biết mình giác ngộ đắc đạo thì mình lại phải trốn đi. Thì con muốn hiểu được lý do tại sao có những cái câu chuyện giống như vậy, và câu chuyện đó nó đúng hay là sai. Hỏi rất là hay. Rồi con cảm ơn ạ. Thì bây giờ mình đặt giả thuyết đi nha. Mình đặt một cái giả thuyết đi. Các con tu phải có trí tuệ chứ, phải không? Thí dụ như một cái người mà đã thức, phải không? Đã tỉnh thức và giải thoát. Thì họ đến cuộc đời này họ thức dậy và họ giải thoát á, thì họ có đại nguyện gì? Độ sanh chứ. Chứ nếu mà không có, chứ đến đây để làm gì? Để giác ngộ, giải thoát và độ sanh, phải không? Thì bây giờ nó chỉ có như thế này thôi. Nhiều khi sau này gọi là tam sao thất bổn, hiểu lầm lắm. Khi mà Đức Phật Thích Ca thành đạo, khi mà Ngài tỉnh thức vẹn toàn, Ngài giải thoát hoàn toàn, Ngài cũng tuyên bố là Ngài gì? Ngài tỉnh thức và Ngài giải thoát. Và Ngài cho mọi người biết là Ngài là bậc tỉnh thức vẹn toàn. Và Ngài từng bước chuyển pháp luân, đưa họ tới chỗ tỉnh thức vẹn toàn. Thì Đức Phật cũng như thế thôi. Chỉ có như thế này là không được. Chưa tỉnh thức mà nói mình tỉnh, tỉnh thức thì cái đó là vọng ngôn. Cái đó không được. Quý vị hiểu chỗ này không? Còn tỉnh thức thì sẽ nói mình tỉnh, tỉnh thức. Còn những người tỉnh thức mà sợ người ta biết đi trốn á, thì người đó thì sao? Tỉnh chưa? Nhưng sợ. Ủa quý vị nghĩ bậc tỉnh thức cái sợ người ta biết cái đi trốn, ủa vậy tỉnh để làm gì? Nghĩa là gì? Bậc tỉnh thức mà sợ người ta biết mình tỉnh thức, con feel được không? Con feel được không? Cảm nhận được thì nó something wrong, phải không? Mình tỉnh thức, mình không muốn cho người khác biết mình tỉnh thức. Mà nếu người ta biết mình trốn vào rừng mình ở, vậy thì là cái gì? Vậy thì là cái gì? Feel được không? Con cảm nhận được không? Vậy là bậc gì? Hả? Hả? Vui không? Feel được không? Này, một bậc tỉnh thức không sợ người ta biết mình tỉnh thức, mà lỡ người ta biết được mình phải đi trốn, ủa cái gì vậy? Quý vị feel được không? Nghe cảm nhận sao? Nó giống như hình như something wrong vậy đó, phải không? Con cầm cái microphone lên, con cầm microphone lên. Mình phải có trí tuệ, bởi vì tu phải có trí tuệ chứ, tu mà lúc mà con chưa có gặp được thầy á, thì tại vì ảnh hưởng bởi vì đó là những bài pháp
đã được giảng và những câu chuyện đó là của lịch sử, cũng nằm trong là phần của về trong không phải là kinh của Phật, nhưng mà những vị thầy mà giảng về pháp của Phật thì lâu lâu lại có những cái câu chuyện để kể về những câu chuyện giống như vậy. Và con mới thắc mắc, tại vì chưa từng gặp thầy giác ngộ thì buộc lòng mình giống như mê, thì mình nghe thì mình chỉ hiểu tại vì pháp là của thầy giảng, tụi con thì còn mê muội. Có những lúc con cũng thắc mắc, nhưng mà mình thắc mắc thì mình nghĩ mình là chúng sanh, thì mình thắc mắc cũng không biết làm sao là phân biệt nó đúng hay là nó sai. Cho nên khi con đến đây mà con nghe tới bậc thầy giác ngộ thì con lại nó bị ảnh hưởng những cái câu chuyện đó, nó làm cho con cảm thấy là mình nó bị giống như confused vậy đó, không biết làm sao nữa. Nhưng mà khi con nghe được tỏ tường thì con lại hiểu được rằng tại sao con cũng có coi những cuộn phim lịch sử về của Đức Phật Thích Ca, thì Ngài cũng nói là Ngài là bậc giác ngộ, chứ con không có thấy là trong đó Phật nói là Phật giấu gì đâu. Cho nên là nhiều lúc con cũng hiểu được cái điều đó, nhưng mà con nói tại sao lại có những câu chuyện đó nó nằm ở trong những cái bài pháp mà thường thường được kể trong những cái chuyện về quá khứ của những vị tu hồi xưa đó. Thì con mới thắc mắc tại sao có những câu chuyện đó. Nhưng bây giờ thì con đã hiểu được là đúng là mình tỉnh thì mình phải nói mình tỉnh. Và có những người có những căn cơ họ lớn rộng một tí xíu thì họ sẽ nhận được người tỉnh, không nói tỉnh, mình thấy được và biết được người đó tỉnh. Nhưng nếu như mê như chúng con á, không nói thì con sẽ giả lờ. Giống như là ô đâu có biết bà thầy này hay ông thầy này hay là vị tu này thế nào. Dạ, tóc dạ. Ai cũng mặc đồ tu hết, cũng nói pháp. Dạ đó. Đúng. Vậy khác là khác cái gì? Cũng phải có. Nhưng mà cái khác đó không phải để hay và dở. Có những người họ không có được nhiều căn cơ thì họ sẽ nói những cái điều có thể gọi là bất tịnh. Nhưng mà những người căn cơ hơi cao thì họ sẽ nhận thức được đâu là người giác ngộ. Cho nên con hiểu được ngày hôm nay tại sao bậc thầy giác ngộ nói giác ngộ là như vậy. Đó là con hiểu được như vậy. Yeah. Sẵn đây thầy kể một tí xíu về cái cuộc đời của Đức Phật á nha, để cho mình, tại vì thường thường mình là theo đạo Phật thì mình chịu khó đi vào cái gốc, là đi thẳng vào cái cuộc đời của Đức Phật luôn đi. Ngài là ai? Chứng đạo là chứng đạo như thế nào? Chứ nhiều khi mình nghe tam sao thất bổn nhiều quá, cái một hồi mình không biết Phật là ai, đắc đạo là đắc đạo sao, giải thoát là giải thoát như thế nào. Đệ tử Phật là phải rõ về Phật, mà Phật là phải rõ về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Quý vị biết là khi mà sẵn hôm nay để thầy mở để cho quý vị nhận ra cái chỗ này, khi mà Đức Phật là Sa Môn Cồ Đàm á, đồng tu với năm anh em Kiều Trần Như ở Khổ Hạnh Lâm á, là tu khổ hạnh á. Nhưng mà Ngài dụng công rất là nhiều, tinh tấn lắm, nhưng mà cái chỗ mà gọi là tỉnh thức vẹn toàn nó không ra, mà cái chỗ giải thoát nó không bật. Nói chung là Ngài vẫn cảm thấy cái sự trong tâm nó vẫn bế tắc, cái cội nguồn mê chấp nó không được bật tung. Mặc dù cái dụng công rất là nhiều, nhưng mà nó không bật tung. Thì Ngài mới chọn cái quyết định là phải rời để đi tìm một con đường tu cho chính mình. Thì quý vị biết khi mà Sa Môn Cồ Đàm rời năm anh em Kiều Trần Như á, là họ nhìn cái trong tâm của họ, họ nghĩ cái đó là gì? Họ quay thường lắm. Họ nói là tu không nổi rồi, cho nên bỏ đi. Là trong tâm của năm anh em Kiều Trần Như là judging, là có nghĩa là phải tu nữa đi, tu sẽ tới. Nhưng mà Ngài thấy không tới. Ngài thấy something wrong, cho nên Ngài đã trải nghiệm tới tận cùng của cái pháp tu khổ hạnh rồi, nhưng mà Ngài vẫn thấy nó không có bật tung được cái nội tâm, mà nó chỉ là thân tàn kiệt sức thôi, mà nó không sáng, nó không bật được. Thì Ngài quyết định Ngài đi. Và khi mà Ngài bước đi như vậy là Ngài tới cái chỗ mà cái dòng sông Ni Liên Thuyền á, thì lúc đó là Ngài đã xỉu rồi.
là có một cái người thấy Ngài xỉu và dâng cho Ngài một cái bát sữa. Và Ngài nhận cái bát sữa đó, Ngài uống để tỉnh dậy. Phải không? Nhưng mà trong mắt năm anh em Kiều Trần Như mà như vậy là gì? Là phạm giới, thất bại, thấy không? Đó, tùy cái tâm của mỗi người thôi. Thành ra phạm giới, thất bại, không chịu tu khổ hạnh thì uống sữa, rồi nhận sữa của cái cô gì đó, thấy không? Là bắt đầu nó chết chinh tùm lum tùm la hết. Nhưng mà trong lòng của Ngài có liên quan mấy vụ đó không? Không. Thì xỉu, tỉnh dậy mà cái đạo nghiệp chưa thành thì sao? Thì ai cho bát sữa thì uống, thấy không? Rồi bắt đầu mới bình tĩnh dậy, xong rồi phát nguyện. Nếu không thành đạo, không rời cái chỗ này, và Ngài ngồi cho đến khi Ngài quay về thấu suốt nội tâm, cho đến khi gì? Bừng tỉnh là giác ngộ và giải thoát, phải không? Là như vậy là Ngài đã thực chứng cái trạng thái giác ngộ và giải thoát, có nghĩa là giải thoát hoàn toàn mọi cái khổ đau dính mắc và tỉnh thức vẹn toàn. Thì khi Ngài tỉnh thức vẹn toàn, Ngài giải thoát như vậy thì không lẽ ngồi đó làm gì? Tự nhiên sao? Là độ, phải không? Rồi thì bây giờ mình nhìn cái chỗ này nè. Chứ đâu thể không lẽ đi vô rừng trốn. Quý vị nghĩ sao? Không lẽ giác ngộ tỉnh ra cái Ngài đi vô rừng trốn, sợ ta thấy hả? Có không? Mới mất cái đó gọi là vô duyên á. Rồi không lẽ bao nhiêu năm tới đây đắc đạo để làm gì rồi vô vào trong rừng trốn? Thấy không? Cho nên Ngài tự nhiên thôi là Ngài thấy được năm anh em Kiều Trần Như. Trong cái thể tánh bất sanh, bất diệt, thanh tịnh, rộng rang đó, cái tình thương có mặt là Ngài thấy năm anh em Kiều Trần Như. Nhưng mà quý vị nghĩ dễ độ không? Dễ độ không? Nếu mà Ngài xuất hiện, mà Ngài nói, Ngài không nói gì hết, thì sao? Không, nhìn cũng không biết, mà biết cũng không biết, biết mà cũng không muốn biết là sao? Đó, thì như vậy là rõ ràng là sao? Không phải, để bây giờ thầy nói cho cổ chỗ quý vị nghe nè. Thật sự không phải là năm anh em Kiều Trần Như không cảm nhận được cái sự thanh tịnh của Phật. Không phải là không cảm nhận đâu, có. Nhưng mà cái gì? Cái định kiến đã cho là người này không có chân chánh. Người này bỏ tu rồi, người này đi hưởng thụ rồi. Thấy không? Thấy cái định kiến dễ sợ chưa? Thì tới đây để làm gì? Thấy chưa? Nhưng mà Đức Phật biết chứ. Đức Phật biết năm anh em Kiều Trần Như đang nghĩ gì. Biết chứ? Tại vì những bậc đắc đạo họ sẽ nhìn thấy được tâm của người khác đang nghĩ cái gì. Sao không thấy được? À, họ trực nhận, họ thấy rất là rõ ràng. Đúng rồi, đó. Nhưng mà lúc này á, là năm anh em Kiều Trần Như chưa có đắc đạo, cho nên là không thấy Phật. Nhưng mà Phật sẽ thấy năm anh em Kiều Trần Như, hay không? Thì cái chỗ này thầy muốn nói một cái chút xíu chỗ này để coi thử rằng là bậc đắc đạo có nói hay không. Đó, mình phải kiểm nha. Khi Ngài tới thì trong lòng của năm anh em Kiều Trần Như đã đang đầy những cái sự phân biệt, phán xét và thành kiến rồi. Cho nên thật sự trong lòng của họ là muốn bỏ đi. Không có muốn gặp, không có muốn nghe. Quý vị thấy không? Thì Ngài vẫn khoan thai, bình thản bước tới. Thì chính cái sự khoan thai, bình thản, thanh tịnh đó bước tới thì làm cho năm anh em Kiều Trần Như ngồi lại để mà xem vị này nói cái gì. Chứ cũng chưa biết đắc đạo gì đâu. Nếu mà im nữa là sao? Hai bên ngồi nhìn nhau im thì sao? Cũng không ra cái gì luôn. Thì lúc đó sau khi xong á, Đức Phật mới chia sẻ cái chỗ mà
Ngài tỉnh thức vẹn toàn là như thế nào? Ngài giải thoát là giải thoát như thế nào? Ngài bắt đầu từng bước nói cho năm anh em Kiều Trần Như nghe là khổ là như thế nào? Nguyên nhân khổ của chúng sanh là như thế nào? Và trạng thái giác ngộ là như thế nào? Và giải thoát là như thế nào? Và Ngài nói ta đã thực chứng và ta đã thể nhập hoàn toàn vào trạng thái giác ngộ và giải thoát cội nguồn khổ đau. Ta muốn chia sẻ cho các ông. Vậy có nói không? Có nói không? Thấy chưa? Nhưng mà Ngài nói xong rồi thì đâu có bắt là năm anh em Kiều Trần Như phải tin liền đâu. Phải nói trước để cho người ta biết. Vậy là có một cái gì nó thay đổi cái đời sống tâm linh của Đức Phật. Thì năm anh em Kiều Trần Như mới bắt đầu mở lòng để mà lắng nghe, mà tiếp nhận. Rồi sau đó nữa, đâu phải là Ngài nói vậy xong rồi là năm anh em Kiều Trần Như tin liền rồi lạy Phật rồi bật đắc đạo vậy đâu. Rồi Ngài mới từng bước độ cho năm anh em Kiều Trần Như, cho thực chứng cái trạng thái giác ngộ, cho thực chứng cái trạng thái giải thoát. Thì họ thực chứng xong rồi, họ mới làm đệ tử của Phật. Thì thấy rõ không? Thì thấy rõ sao? Đệ tử đầu tiên. Thì thấy rõ sao? Có nghĩa là những gì Phật thực chứng, Phật sẽ nói cho năm anh em Kiều Trần Như nghe. Và năm anh em Kiều Trần Như không phải là gọi là nói gì nghe nấy, phải không? Thực chứng rồi, nhưng hãy chỉ cho con đi. Thì Ngài chỉ được. Ngài từng bước khai thị điểm hóa, giúp cho năm anh em Kiều Trần Như thực chứng cái chân lý giác ngộ và giải thoát. Sau đó thì năm vị đó là đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Thì như vậy rõ ràng không? Ngài rất là rõ ràng, thấy không? Chứ Ngài đâu có nói, thôi không dám nói đâu. Có nói cái đó không? Thôi tôi sợ lắm, tôi trốn. Chạy trốn có không? Có trạng thái đó không? Ngài còn bước tới bằng cái tình thương Ngài bước tới. Chứ biểu năm anh em Kiều Trần Như tự tìm không? Đố quý vị tìm không? Đang bị gì? Định kiến, thành kiến làm sao mà tìm? Cho dù cảm nhận được cái sự thanh tịnh rộng rang đây nữa, nhưng mà cái đó không quan trọng. Cái quan trọng trong tâm của năm anh em Kiều Trần Như đã cho là cái người này là bỏ tu rồi. Ở cho cái tu khổ hạnh là tối thượng rồi, mà không tu cái đó là không tu rồi. Cho nên Ngài bằng cái tình thương, bằng cái tuệ giác, bằng cái diệu dụng, bằng cái phương tiện, bằng cái sự rộng rang, Ngài tiến tới gần năm anh em Kiều Trần Như, mặc dù biết họ đang rất là khinh thường. Họ đang rất là phỉ báng. Họ đang đóng lòng không muốn tiếp. Nhưng mà Ngài vẫn bước tới, bởi vì trong cái thể tánh đó nó thanh tịnh, nó vô nhiễm với tất cả những cái sự phản ứng của chúng sanh. Quý vị thấy nó màu nhiệm chưa? Cái đó là tình thương, cái đó là tuệ giác, cái đó là đại nguyện, cái đó là diệu dụng, cái đó là rộng rang. Một bậc giác ngộ nào cũng phải có cái điều đó hết. Phải có cái rộng rang vô nhiễm, phải có cái tuệ giác, phải có cái tình thương, phải có cái diệu dụng và phải có cái đại nguyện độ sanh. Và quý vị thấy là Đức Phật phải tới với năm anh em Kiều Trần Như, chứ không phải năm anh em Kiều Trần Như tới với Đức Phật. Nhớ nha, nhớ rất là rõ. Và Đức Phật phải nói cho năm anh em Kiều Trần Như biết rằng là Ngài đã thực chứng là thực chứng như thế nào. Ngài giải thoát là giải thoát như thế nào. Quý vị phải kiểm cho kỹ cái chỗ này nha, chứ không có ai mà chạy trốn gì đâu. Có vị đắc đạo nào mà chạy trốn? Và Ngài nói cho năm anh em Kiều Trần Như biết rằng là Ngài đã trở về trong cái thể tánh bất sanh bất diệt là như thế nào. Và làm thế nào để giác ngộ giải thoát, Ngài nói rất là rõ. Và từng bước Ngài độ cho năm anh em Kiều Trần Như, từng bước thể nhập vào cái trạng thái giác ngộ và
và giải thoát cội nguồn của vô minh, tham ái và sân hận. Và từ đó, năm anh em Kiều Trần Như là đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Thì qua cái hình ảnh đó để quý vị thấy một bậc chứng đạo rất là rõ ràng, rất là tỏ tường, nói nín không ngăn ngại, cần nói thì nói, mà cần nín thì nín, phải không? Hôm nay quý vị rõ chưa? Có ai trốn gì đâu? Quý vị thấy có ai trốn gì không? Đức Phật có trốn không? Có không? Trốn gì đâu? Thấy không? Cho nên mình phải có trí tuệ. Rồi Đức Phật cũng nói mà, nghe nói mà. Tại vì không nói người ta đâu có tin, phải không? Nhưng mà không phải nói là tin, nói xong rồi phải kiểm chứng. Thì năm anh em Kiều Trần Như là được kiểm chứng dưới sự sống và sự độ sanh của Đức Phật. Họ phải kiểm chứng thì họ mới tin. Họ tin thì họ mới theo. Thì cũng vậy, những gì bậc giác ngộ ở đây nói, quý vị không có vội tin mà phải gì? Phải kiểm chứng. Mình về tu học, mình kiểm chứng. Coi thử rằng là sự sống của bậc giác ngộ là như thế nào? Giác ngộ là như thế nào? Giải thoát là giải thoát là làm sao? Và độ mình giác ngộ là độ như thế? Thế nào? Tất cả đều phải kiểm chứng. Và kiểm chứng xem thử sự sống giác ngộ của bậc giác ngộ và cái chỗ giác ngộ giải thoát của Đức Phật nó có khế hội hay không. Thì cái đó mới là người có trí tuệ. Chứ hoàn toàn không có cái chỗ mà bậc đắc đạo thì không nói mình đắc đạo. Hoặc là bậc đắc đạo là phải thấy người ta biết mình là phải chạy trốn. Hai cái đó là gì? Có không? Bây giờ từ nay tới đi thì sao? Bậc đắc đạo mà thấy người ta biết mình bỏ chạy đừng trốn thì đó là gì? Bậc gì? Thầy cũng biết bậc gì nữa, chắc hỏi mấy người đó họ là bậc gì thầy cũng biết nữa. Hả? Hả? Thì cái đó là vậy. Thầy nghĩ chắc bậc đó gọi là thầy cho dùng đúng chữ là bậc trốn đời. Phải không? Phải không? Bậc trốn đời. Ủa, mình đắc đạo là để mình độ đời mà. Phải không? Mình đắc đạo là để độ đời, đắc đạo. Chứ không phải đắc đạo để trốn. Trốn đời, phải không? Mà đắc đạo là phải cho người ta biết mình đắc đạo là đắc như thế nào. Để người ta biết mà ta còn theo chứ. Chứ lỡ không nói ra ta tự tu tầm bậy tầm bạ rồi tẩu hỏa nhập ma sao mà không nói ra cái mình vô trùm khăn trùm cổ vô một hồi rồi sao? Hả? Thì nên biết rõ không? Quý vị nghĩ có nên biết rõ không? Hay là đừng nói gì hết á? Rồi vô bỏ quý vị vô phòng rồi trùm khăn trùm cổ một hồi rồi thành Phật được không? Quý vị có muốn vậy không? Hay là nói thẳng ra đi cho mình biết được là đắc đạo là sao, giác ngộ là sao, giải thoát là sao, đem mọi thứ trên appear trước mặt luôn. Rồi từng bước mình theo, mình tu, mình trải nghiệm, mình thực chứng. Hay là đừng nói gì hết, âm thầm mà đem vô trùm khăn lại rồi sao? Có muốn vậy không? Hả, quý vị có muốn vậy không? Hay là mọi thứ cho nó thanh thang ra, nó rõ ràng ra, nó tỏ tường ra rồi sao? Rồi mình tu tới đâu, mình kiểm cái nội tâm của mình. Quý vị hiểu không? Mình kiểm. Mình không có phải là mù mờ, ai nói gì mình nghe nấy, ai nói gì mình tin nấy. No. Khi mà cho mình trải nghiệm cái trạng thái tỉnh thức, mình trải nghiệm luôn. Cho mình trải nghiệm cái trạng thái giải thoát, mình trải nghiệm luôn. Và cái sự mê chấp của mình nó tan biến như thế nào, mình trải nghiệm luôn. Cái đó mới là học trò có trí tuệ, nghe không? Trí tuệ là như thế. Vậy hôm nay con thông chưa? Phải không? Con thông hết chưa? Tất cả thông hết chưa? Nếu mà lúc đó mà thầy đắc đạo mà thầy trốn vô rừng rồi là giờ này sao? Giờ này sao? Đúng rồi, thấy chưa? Nói cũng như Đức Phật mà đắc đạo xong ngày trốn vô rừng rồi á, là giờ này đâu có đạo Phật đâu. Rồi đâu có Phật tử đâu. Thấy chưa? Đó, nếu mà ngày trốn vô rừng rồi ai biết? Rồi chúng sanh mê mệt muốn chết làm sao biết được? Có nhiều người nói hữu xạ tự nhiên hương, hương này chắc hửi không ra đâu. Có nhiều người nói hữu xạ tự nhiên hương, trời ơi mê mệt muốn chết thì nó hửi cái hương đó nó không quen đâu. Nó hửi cái hương gì? Hương gì? Hương tiền, hương tình, hương danh, hương lợi. Cái hương đó mới là tự nhiên hương. Có hiểu không? Còn hương giác ngộ chỉ có người có trăn trở giác ngộ giải thoát mới
mới hủy được. Có nhiều người cứ nói hủ xạo tự nhiên hương, nói làm chi, nói cỡ đó mà nó cũng không biết cái hương đó là hương gì nữa, hiểu không quý vị? Thấy không, nói cỡ đó mà cũng không biết là hương đó là hương gì nữa, thấy không? Ngay cái Đức Phật thành đạo mà tới với năm anh em Kiều Trần Như, năm anh em Kiều Trần Như cũng đâu hửi được cái hương gì đâu. Một hồi khai mở điểm hóa đánh thức mới bừng ngộ được, mới hửi được cái hương đó. Chứ sao mà hửi được? Quý vị rất là giỏi hửi cái mùi hương, nhưng mà hương gì? Hương tình, hương tiền, hương danh, hương lợi. Chứ còn cái hương giác ngộ giải thoát á, nó khó hửi lắm. Phải không? Nó giống như là đàn gãi tai trâu. Cho nên là hương nào là dành cho loại đó, đúng không? Quý vị không? Hương giác ngộ giải thoát thì dành cho những người có trăn trở giác ngộ giải thoát sẽ hửi được. Còn cái người mê mệt không có hửi được cái hương giác ngộ giải thoát đâu. Nó như gió thoảng mây bay, không có quan trọng, đúng không? Cho nên hôm nay là Thầy khai mở cho quý vị, để quý vị rõ ràng, tỏ tường. Từ nay trở đi mà mạnh mẽ mà bước lên trên con đường thành Phật giải thoát. Những gì Thầy nói là nói vào trong cái sự sống của quý vị, không có mơ mộng, không có mơ màng vào một cái cảnh giới nào hết. Giải thoát là giải thoát trong cái đời này, trong tâm của mình. Giác ngộ là giác ngộ trong tâm của mình, chứ không phải lìa ở cái nội tâm của mình mà đi mơ một cái cảnh giới giác ngộ nào. Cũng không mơ một cái giải thoát nào ở bên ngoài mình, nó ở ngay nơi trong mình. Và Thầy độ là độ cho mình thực chứng cái trạng thái giác ngộ trong tâm của mình, và thực chứng cái trạng thái giải thoát cũng ở nơi trong tâm của mình. Và tâm thể mình trở nên rộng rang, thanh tịnh, vô nhiễm, mình biết luôn. Quý vị rõ chỗ này không? Thành ra hôm nay Thầy có đôi lời cho quý vị, và Thầy chúc quý vị đủ gì? Đủ năng lực để hửi cái hương giác ngộ và hương giải thoát. Mình mà smell được nó là mình thấy mình có tiềm năng rồi đó. Hồi nãy giờ Thầy nói quý vị smell được không? Smell được không? Smell được phải không? Đó, smell được có nghĩa là có tiềm năng. Rồi smell được xong không có nghĩa là xong đâu, mà phải đứng lên đi tu học, đi trải nghiệm để thực chứng cái trạng thái giác ngộ giải thoát. Chúc quý vị, những vị Phật tương lai